Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày 9 tháng 12 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Tấn Sang. Những phản ứng trước việc Bộ Nông nghiệp Mỹ ban hành việc thiết lập chương trình giám sát đối với các loài cá thuộc bộ cá da trơn nhập khẩu vào Mỹ, trong đó có cá tra, cá ba sa của Việt Nam. Điểm lại thành tựu 70 năm thực hiện công tác bảo vệ quyền con người tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 12, Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng để hai bên kiểm điểm tình hình hợp tác, triển khai những thỏa thuận cấp cao đã đạt được và phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu chính thức có hiệu lực. Lễ đón Tổng thống Lukashenko và đoàn đại biểu cấp cao Belarus đã diễn ra trang trọng tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng và đánh giá chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Tổng thống nhậm chức nhiệm kỳ mới và trước thềm đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí hữu nghị tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang và Tổng thống Cộng hòa Belarus Lukashenko đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch nước Trần Tấn Sang đánh giá cao những kết quả tích cực mà Belarus đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước thời gian qua. Chúc mừng ông Lukashenko được bầu lại làm Tổng thống Cộng hòa Belarus và bày tỏ tin tưởng nhân dân Belarus dưới sự lãnh đạo của Tổng thống sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Belarus trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Trần Tấn Sang và Tổng thống Lukashenko đã thảo luận và thống nhất nhiều biện pháp nhằm đưa hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư phát triển hơn nữa, tương xứng với tiềm năng và mức độ quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, quốc phòng, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động. Trên tinh thần đó, Tổng thống Belarus đánh giá cao việc Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân Belarus từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 nhằm thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai nước, thống nhất với Chủ tịch nước sẽ tiếp tục đơn giản hóa hơn nữa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Belarus. Chủ tịch nước Trần Tấn Sang cảm ơn lãnh đạo, các cấp chính quyền và người dân Belarus đã hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Belarus trong thời gian qua và mong phía Belarus tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng ta sinh sống, làm việc kinh doanh ổn định theo luật pháp Belarus, hòa nhập với nước sở tại, đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam Belarus. Tổng thống Belarus khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, trong đó có tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang và Tổng thống Belarus Lukashenko đã ký tuyên bố chung của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Belarus về củng cố và phát triển toàn diện quan hệ giữa Việt Nam và Belarus. Hai vị lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký các văn kiện, chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Belarus trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, giáo dục và văn hóa giai đoạn 2016-2018 và một số thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Và vào chiều ngày 9 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp Tổng thống Belarus Lukashenko đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống Lukashenko vừa tái cử với sự tín nhiệm cao. Hoan nghênh Tổng thống đã chọn Việt Nam là một trong những nước đầu tiên sang thăm chính thức, thể hiện sự trân trọng của cá nhân Tổng thống đối với quan hệ với Việt Nam. Tổng Bí thư cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình mà Belarus dành cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trước đây,
cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đề nghị Tổng thống và chính quyền Belarus tiếp tục có những biện pháp cụ thể để triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Belarus sinh sống và kinh doanh ổn định, hợp pháp, hội nhập vào xã hội sở tại. Không có gì ngăn trở sự hợp tác giữa hai nước. Đây là khẳng định của Tổng thống Lukashenko tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng thống cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất to lớn, nhất là trong lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và có nhu cầu. Do đó, hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa và phối hợp triển khai thành công những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với những chương trình dự án hợp tác cụ thể. Với tinh thần này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cao về các lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo, kỹ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật và nghiên cứu chung. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp Tổng thống Belarus Lukashenko. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát để việc thực hiện các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết có hiệu quả. Vào chiều ngày 9 tháng 12, phiên họp thứ 43 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được khai mạc. Ngay trong phiên họp đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết quy định về thành lập và nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2016. Các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết này, đồng thời việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở tách ra khỏi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh hiện nay. Thống nhất với chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan tham mưu giúp việc phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương, là cơ quan trực thuộc cả về mặt tổ chức và kinh phí của Văn phòng Quốc hội. Cũng trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về cấp bậc hàm cao cấp là cấp tướng đối với chức vụ sĩ quan ở đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Công an. Vào chiều ngày 9 tháng 12, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp ông Mubarit Gurbanli, Phó Bí thư điều hành Đảng Azerbaijan mới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về công tác với các tổ chức tôn giáo Azerbaijan, cùng đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan mới đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Lê Hồng Anh đánh giá chuyến thăm của đoàn chính là cơ hội tốt để hai đảng cầm quyền trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và quản lý đất nước, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nước đi vào chiều sâu có hiệu quả. Ông Mubarit Gurbanli cho biết, đảng Azerbaijan mới luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cũng đã có buổi tiếp đoàn đại biểu đảng Azerbaijan mới. Nổi bật trong phần tin tiếp theo, Bang Oregon, Hoa Kỳ hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc phát triển nhân lực chất lượng cao. Điểm lại thành tựu 70 năm thực hiện công tác bảo vệ quyền con người tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa ban hành quy định cuối cùng về việc thiết lập chương trình giám sát đối với các loài cá thuộc bộ cá da trơn, trong đó có cá tra, cá ba sa của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, đã xuất hiện những tiếng nói tại Mỹ phản đối chương trình này. Theo chương trình giám sát, các nước trong đó có Việt Nam muốn xuất vào thị trường Mỹ sẽ phải thực hiện việc nuôi trồng, sản xuất, chế biến, vận chuyển cá, tương đương các tiêu chuẩn mà Mỹ đang áp dụng. Chương trình mang nặng tính bảo hộ mậu dịch này được cho là sẽ gây thiệt hại lớn cho các ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ đã ghi nhận ý kiến của một số nước liên quan trong diễn biến này. Viện Thủy sản Mỹ là tổ chức với thành viên là hàng trăm doanh nghiệp chế biến, phân phối hàng thủy sản của Mỹ. Chủ tịch viện này cho biết, việc Bộ Nông nghiệp Mỹ triển khai chương trình giám sát sẽ gây lãng phí lớn. Từ trước tới nay, hoạt động nhập khẩu cá tra, cá ba sa vào Mỹ vẫn diễn ra bình thường, không cần thiết phải thay đổi. Chương trình giám sát khi thực hiện cũng sẽ làm giảm nguồn cung cá vào thị trường Mỹ. Người tiêu dùng Mỹ thì phải mua cá đắt hơn. Như thế, cả Mỹ lẫn các nước xuất khẩu cá, đặc biệt là Việt Nam, đều phải chịu thiệt hại. Thật đáng thất vọng khi chính phủ Mỹ lại tạo ra hàng rào thương mại chống lại Việt Nam, một quốc gia xuất khẩu lớn vào Mỹ, quốc gia có sản phẩm cá tra được người Mỹ rất ưa chuộng, và ngay cả chính phủ Mỹ cũng từng nói đó là sản phẩm bổ dưỡng và an toàn. Chúng tôi cho rằng điều này có nguy cơ trở thành hàng rào thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.
Chương trình giám sát ngay từ khi khởi xướng đã được coi là hành động bảo hộ mậu dịch cho ngành nuôi cá da trơn quy mô nhỏ ở một vài bang phía nam của Mỹ. Theo quy định của chương trình giám sát, từ tháng 9 năm 2017, các doanh nghiệp Việt Nam muốn tiếp tục xuất khẩu cá tra, cá ba sa vào thị trường Mỹ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Vừa hợp tác, vừa đấu tranh là giải pháp được nhắc đến lúc này. Các doanh nghiệp cũng phải tập trung chuyển đổi để đạt được cái tiêu chuẩn tương đồng cũng như là cung cấp các cái số liệu, thông tin kịp thời, đầy đủ, đúng thời hạn cho cái phía Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để phía Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xem xét cấp cái giấy phép là đã đạt tiêu chuẩn tương đồng cho các cái doanh nghiệp ở Việt Nam tiếp tục xuất khẩu sang cái thị trường Hoa Kỳ. Chúng tôi khuyến khích chính phủ Việt Nam yêu cầu phía Mỹ tuân thủ theo những nghĩa vụ mà họ đã cam kết với WTO, vì tôi tin rằng đây là một sự vi phạm nghiêm trọng những gì mà Mỹ đã cam kết với WTO. Từ trước tới nay, Bộ Nông nghiệp Mỹ trung bình mất ít nhất 8 năm để xem xét cấp tiêu chuẩn tương đồng cho các nước xuất khẩu thịt lợn và thịt gia cầm vào Mỹ. Nhưng lần này với cá da trơn, thời gian chuyển đổi chỉ là 1.5 năm. Trước thông báo mới của Bộ Nông nghiệp Mỹ, thì Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết đã phối hợp với Hiệp hội Thủy sản Việt Nam và các cơ quan trong nước thuê luật sư chuẩn bị cho việc khởi kiện chính phủ Mỹ ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Thương vụ Việt Nam cũng khuyến cáo là các doanh nghiệp thủy sản trong nước cần phối hợp với Hiệp hội Thủy sản và các cơ quan hữu quan trong quá trình triển khai vụ kiện nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp mình. Trường Sơn, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam từ Bộ Nông nghiệp Mỹ. Sáng kiến Việt Nam Origin được coi là một hình mẫu hợp tác mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó các địa phương của Hoa Kỳ trực tiếp hợp tác với các địa phương của Việt Nam vì lợi ích của hai bên. Sáng kiến này được giới thiệu tại tỉnh Vĩnh Phúc vào sáng ngày 9 tháng 12 nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa các cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp. Nhân lực là yếu tố quan trọng trong một nền kinh tế hội nhập. Với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh Vĩnh Phúc nhận thức rõ được nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao tại địa phương, nơi có dân số trên 1 triệu người và hơn 60% đang ở trong độ tuổi lao động. Với một mạng lưới hơn 20 khu công nghiệp ở trên địa bàn, hơn 3.000 doanh nghiệp, 750 dự án phát triển công nghiệp. Với cái mong muốn phát triển công nghiệp, nhưng lựa chọn của tỉnh chúng tôi là những sản phẩm công nghiệp phải có sức cạnh tranh cao, không chỉ thị trường trong nước mà thị trường thế giới chấp nhận, thì cái nhu cầu về nguồn nhân lực mà phải là nguồn nhân lực chất lượng cao là rất cần thiết trong cái điều kiện hiện nay. Sáng kiến Việt Nam Oregon tại Vĩnh Phúc sẽ tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục đào tạo và doanh nghiệp. Sáng kiến này do Trường Đại học Portland đề xuất và trực tiếp tham gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trường chúng tôi có quá trình cộng tác với Intel, PGE, các công ty ngành thể thao, các cụm ngành công nghiệp được tạo dựng bởi Nike, Adidas và Columbia, hay nhóm ngành công nghệ phần mềm. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập quan hệ đối tác giữa các cơ sở giáo dục đào tạo và doanh nghiệp. Qua sáng kiến Việt Nam Oregon, chúng tôi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Vĩnh Phúc để giúp chính quyền địa phương, các trường đại học và doanh nghiệp xây dựng các chương trình hợp tác nâng cao nhân lực chất lượng cao. Theo đại diện công ty Piaggio Việt Nam, chương trình sáng kiến Việt Nam Oregon sẽ mang lại lợi ích cho nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc, nơi nhà máy công ty đã có mặt từ năm 2009. Trong suốt 6 năm qua, nhà máy đã thu hút tới 1.000 lao động Việt Nam và nước ngoài và trở thành trụ sở sản xuất chính khu vực châu Á. Ở cái chương trình này, tôi nghĩ rằng nó sẽ hỗ trợ cho các cái đơn vị đào tạo, các cái trường đào tạo nghề, đặc biệt là những cái trường đào tạo nghề của tỉnh Vĩnh Phúc có thể có những cái giải pháp để nâng cao được cái chất lượng đào tạo của mình, làm thế nào để nó có thể phù hợp được với cái nhu cầu mà doanh nghiệp mang cần thiết. Tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương thứ 3 nằm trong khuôn khổ sáng kiến Việt Nam Oregon. Trong khi sáng kiến này tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương hay các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam, thì tại Vĩnh Phúc, sáng kiến này tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Và đây là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Hiện tại Việt Nam có hơn 36 triệu người sử dụng Internet. 93% trong số này là thường xuyên sử dụng Internet mỗi ngày. Internet đã và đang trở thành phương tiện hữu hiệu để gắn kết cộng đồng. Làm thế nào để thúc đẩy các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, tận dụng tốt hơn nữa lợi ích từ công nghệ và Internet mang lại? Đây cũng chính là chủ đề của cuộc hội thảo ứng dụng công nghệ và Internet trong doanh nghiệp được tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 12 tại Hà Nội.
Với tham luận nhấn mạnh về lợi ích từ việc quảng cáo trực tuyến trên các trang mạng Internet, đại diện của công ty CleverS cho rằng Internet đã và đang là phương tiện nhanh nhất và tốt nhất giúp các doanh nghiệp tiếp cận đông đảo khách hàng tiềm năng. Mọi người đều nhớ câu nói của Bill Gates cách đây lâu, tức là trong vòng 10 năm nữa nếu như doanh nghiệp không kinh doanh trên Internet có nghĩa là nên dừng lại. Nghĩa là thế giới Internet rất là rộng lớn và nó tác động rất là tốt, đến nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của con người và doanh nghiệp nói chung. Thì Internet giúp cho hàng hóa lưu thông được nhanh hơn, thông tin được tiếp cận đến người tiêu dùng một cách nhanh hơn và cái phản hồi của người tiêu dùng với các sản phẩm nhanh hơn. Vì thế nên là sử dụng Internet là cái yếu tố bắt buộc đối với các doanh nghiệp, không chỉ doanh nghiệp Việt Nam mà doanh nghiệp toàn cầu trong thời gian tới. Quảng cáo để tiếp cận khách hàng tiềm năng là một trong nhiều lợi ích bên cạnh các lợi ích khác như nâng cao tương tác giữa doanh nghiệp và người mua hàng hay bán hàng online được các diễn giả nêu ra tại hội thảo. Tuy nhiên, đại diện các doanh nghiệp cũng thẳng thắn nhìn nhận, hiện chi phí đầu tư cho công nghệ thông tin còn quá ít, chỉ chiếm 0,15 đến 0,3% tổng mức đầu tư, hay ít nhất 70% doanh nghiệp Việt Nam chưa có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin. Do vậy, vấn đề an toàn thông tin của doanh nghiệp sẽ trở nên đặc biệt quan trọng. Về lý thuyết thì người sử dụng có thể ngồi ở một quốc gia và điều khiển những cái hệ thống mà bị lây nhiễm phần mềm độc hại ở các quốc gia khác để thực hiện tấn công. Thì chính vì cái sự thiết kế mở và không đòi hỏi cái xác thực về mặt danh tính như vậy thì là đặt ra thách thức rất lớn không chỉ cho Việt Nam mà cho hầu hết tất cả các nước trên thế giới. Tôi đã làm việc tại Việt Nam trong nhiều năm. Tôi thấy hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đã sử dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này lại không thường xuyên tiến hành nâng cấp các phần mềm. Theo tôi, các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật các phần mềm tiên tiến để bảo vệ. Bên cạnh đó, cần sử dụng song song với nhiều lớp bảo vệ khác nhau như firewall, antivirus, antiweb. Và cuối cùng là cần hiểu rõ mục đích bảo vệ để tránh lãng phí. Cũng theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần phải có website đủ tốt, đội ngũ nhân lực am hiểu về Internet, đặc biệt là công nghệ marketing trên Internet, hiểu về bán hàng và chăm sóc khách hàng trên Internet. Có như vậy, Internet mới thực sự là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp phát triển. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thực hiện quyền con người và sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa đối với giá trị chung về quyền con người ở phạm vi khu vực và toàn cầu. Đây là những đánh giá tại Hội thảo khoa học thành tựu nhân quyền Việt Nam 70 năm qua diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 12 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày ra đời tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Hơn 120 đại biểu là các chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện bộ ngành, các sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tham gia hội thảo. Ngày 24 tháng 11, Quốc hội thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi, trong đó chính thức hợp pháp hóa chuyển đổi giới tính. 3 ngày sau, Bộ luật Hình sự sửa đổi được Quốc hội thông qua, trong đó bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh. Đó là hai trong số rất nhiều điểm mới đang được thực hiện nhằm thúc đẩy quyền công dân, quyền con người đã được quy định rõ tại Hiến pháp 2013. Trong cái Hiến pháp năm 2013 thì có thể nói là thể hiện rõ nét về tư duy lập hiến và lập pháp, trong đó quyền con người không chỉ được chuyển từ cái chương 5 lên chương 2 mà trong đó nó thể hiện những cái quyền mà như là các quốc gia trên thế giới đang ghi nhận hiện nay, và nó cũng tiệm cận dần với những cái chuẩn mực cũng như là nguyên tắc về nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Trong tổng số 120 điều của Hiến pháp 2013, có tới 36 điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng được điều chỉnh theo hướng vì con người, bảo vệ cao nhất các quyền của con người. Việt Nam đã tham gia 7 trên 9 điều ước quốc tế về quyền con người cơ bản. Đó là một dấu mốc quan trọng. Và gần đây là những điều chỉnh trong Bộ luật Hình sự, Luật Dân sự và nhiều luật khác cũng là những bước tiến lớn trong việc đảm bảo nhân quyền. Tôi cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực nhân quyền. Recent changes to the Penal Code, the Criminal Procedure Code, the Civil Code and others also are very important steps towards progress. Các hoạt động hợp tác quốc tế về quyền con người cũng được Việt Nam đẩy mạnh. Trong khuôn khổ cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR, tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2014, Việt Nam đã thẳng thắn chấp nhận 182 trên 227 khuyến nghị của các nước về việc cải thiện nhân quyền.
Việt Nam đã chấp nhận nhiều khuyến nghị được đưa ra bởi các nước trong khuôn khổ của UPR. Điều này cho thấy sự cởi mở cũng như quyết tâm cao của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người cho mọi người dân. Đầu những năm 90, tỷ lệ nghèo ở Việt Nam là 60%. Cho đến hiện tại, con số này đã giảm xuống 4,8. Sau 30 năm, cuộc sống về vật chất của con người đã được đảm bảo. Và từ quyền cơ bản đầu tiên này, quyền con người tại Việt Nam đã và đang dần được triển khai trên tất cả các lĩnh vực. Luôn dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất, đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại Việt Nam. Chính phủ đã phê duyệt chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trẻ em có quyền tham gia các vấn đề liên quan đến mình với tư cách con người và công dân. Để thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và giúp các em nói lên tiếng nói của mình, mô hình hội đồng trẻ em sẽ được triển khai tại các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới. Đây là nội dung được bàn luận trong hội thảo xây dựng mô hình hội đồng trẻ em diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 12 tại Hà Nội. Bằng chiếc máy quay của mình, Thủy và Thảo, hai học sinh của nhóm phóng viên nhỏ trường Hà Huy Tập, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận, đã ghi lại những ý kiến của người dân tại địa phương về tình hình nước sinh hoạt sau khi hạn hán đã đi qua. Mặc dù đã có đường nước máy, nhưng nước vẫn chưa đến được một số hộ. Sinh hoạt của trẻ em bị ảnh hưởng. Vấn đề này được Thủy và Thảo trình bày với vị phó chủ tịch xã. Ở xã Bắc Sơn này, mặc dù hơn 30% là hộ nghèo và cận nghèo, 80% là đồng bào Chăm và Rắc Lây, nhưng việc các em chủ động phản ánh tình hình không còn xa lạ. Thế nhưng, không phải trẻ em tại địa phương nào ở Việt Nam cũng vậy. Thực ra là cháu chưa từng nói suy nghĩ của mình ở một diễn đàn nào khác, bởi vì cháu nghĩ là dù cháu có nói đi nữa thì người lớn cháu cũng chẳng quan tâm đâu. Để phát huy quyền bày tỏ ý kiến, quyền tham gia của trẻ, mô hình hội đồng trẻ em sẽ được triển khai tới đây. Hội đồng trẻ em là nhóm đại diện cho trẻ em, định kỳ bày tỏ ý kiến, đối thoại với đại diện Hội đồng Nhân dân các cấp về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương. Điểm ưu việt của mô hình này nằm ở sự tương tác. Đây cũng là một cái nơi mà để có cái sự tương tác giữa người lớn và trẻ em, tránh cái sự áp đặt một chiều giữa người lớn với trẻ em, hoặc là ngược lại là trẻ em cũng không nghe được tiếng nói của người lớn. Vì cái hội đồng trẻ em này là cách tốt nhất để mà trẻ em có thể nói lên suy nghĩ của mình. Trước tiên là cháu sẽ muốn thay đổi giáo dục của mình đi để nó không nặng kiến thức nữa, mà sẽ em gọi là huấn luyện cho trẻ em những cái kỹ năng sống và những cách ứng xử cần thiết trong cuộc sống. Mô hình hội đồng trẻ em này sẽ giúp cho bọn cháu có thể nói lên được suy nghĩ của mình. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền trẻ em vào năm 1990. Sau 20 năm, nhiều chương trình hành động thiết thực đã được triển khai. Mô hình hội đồng trẻ em sẽ là một trong số đó. Tuy nhiên, làm sao để hội đồng trẻ em không chỉ là sự thay đổi về tên gọi? Tôi nghĩ rằng cái hội đồng trẻ em này phải đặt cái tiêu chí quan trọng nhất. Đấy chính là nâng cao vai trò giám sát và trình bày các cái ý kiến, đối thoại các ý kiến tham vấn của trẻ em. Đấy nó mới mang cái bản sắc riêng của hội đồng trẻ em. Mô hình hội đồng trẻ em sẽ được thí điểm triển khai tại 5 tỉnh thành phố là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Quảng Ninh và Yên Bái trước khi nhân rộng ra khắp cả nước. Hội nghị văn học sông Mekong lần thứ 6 và lễ trao giải thưởng văn học sông Mekong đã diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 12 tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự hội nghị có khoảng 100 đại biểu là các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình đến từ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí đánh giá cao kết quả hợp tác của các nhà văn 6 nước tiểu vùng sông Mekong thời gian qua. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, các đại biểu nhất trí sẽ mở rộng các hoạt động hữu nghị liên quan đến văn học của các nước tiểu vùng sông Mekong, như tổ chức các trại sáng tác với sự tham dự của các nhà văn 6 nước, tổ chức các hội thảo chuyên đề nghiên cứu về văn hóa cũng như văn học của các nước có sông Mekong đi qua. Bên cạnh đó cũng sẽ tổ chức dịch các tác phẩm xuất sắc từng đoạt giải sang tiếng của các nước. Nhân dịp này, hội nghị cũng đã trao giải thưởng văn học sông Mekong lần thứ 6 cho 12 tác giả đến từ 6 nước. Việt Nam có 2 nhà văn được trao giải là nhà văn Nguyễn Ngọc Mộc và nhà văn Cao Xuân Thái. Đến đây thì bản tin thời sự ngày 9 tháng 12 cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Chuyển đối ngoại Đài truyền Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.